Vâng, xin chào các bác. Trước mắt các bác là hai con derby số có đường quang, một con của Pioneer, một con của Onkyo. Hai con này tôi đều bán độc giá 3 triệu đồng cho các bác. Công suất chắc tầm 200W hoặc hơn một chút. Tôi không quay được cụ thể bởi vì nó nhiều đồ quá cũng như nhiều việc và hôm nay chưa quay được, thì tôi quay lên. Các bác nào có nhu cầu thì đến cửa hàng xem hoặc là đặt cọc tôi sẽ test video cụ thể. Âm ly 3 triệu đồng có đường quang, chạy tín hiệu AV và cả quang, nghe nhạc, xem phim rất hay, đều có chỉnh bát chép đầy đủ. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi, ủng hộ cửa hàng rất nhiều trong thời gian vừa qua. Hai con derby này thì chắc nó sản xuất tại Malaysia hoặc là Indo gì đấy. Hàng bãi nguyên zin các bác nha, hàng hai con này đẹp xuất sắc luôn. Những mẫu này thì tôi đều đã bán rồi. Con dưới là 501 Onkyo, con trên là 511, con trên 511. Cách đây khoảng gần nửa tháng tôi đã bán một con vào trong Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu. Hai con này cực kỳ đẹp luôn, góc cạnh cũng như là nước sơn ở phía trên vẫn còn khá mới. Vâng, xin cảm ơn. Khách hàng nếu ở xa thì đặt cọc tôi khoảng 1 triệu đồng là tôi gửi hàng đi qua dịch vụ Viettel. Phí vận chuyển đương nhiên người mua phải chịu, vì mình không đến tận cửa hàng được thì mình phải trả tiền cho nhà vận chuyển. Và hàng tôi bán đều có bảo hành. Tất nhiên bảo hành không thể lâu được bởi vì nó là đồ cũ, nhưng mà tôi đảm bảo các bác trong thời gian bảo hành thì các bác vẫn yên tâm về chất lượng. Bởi vì cái đồ điện tử này tôi xin khẳng định các bác, nếu các bác mang về dùng trong vòng một ngày